muốn ăn cơm trắng cá chê, muốn đội nón tốt thì về làng Chuông. Làng Chuông thuộc xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội, được cả nước biết đến với nghề truyền thống làm nón lá. Với hàng trăm năm tuổi nghề, làng Chuông đã và đang lưu giữ nét đẹp độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Nhưng ít ai biết rằng, để làm ra chiếc nón bền đẹp như vậy, người thợ phải trải qua rất nhiều công đoạn, đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ. Bền và chắc, màu trắng đục, với vành nón được nước bằng cước đỏ nổi bật. Để có được những re lá phẳng và trắng như vậy, người làng nghề phải trải qua rất nhiều công đoạn. Lá làm nón là lá kê lụi, họ nhà Cọ, được lấy từ những cánh rừng Phú Thọ, Thanh Hóa và Quảng Bình. Làm lá là công đoạn vất vả và khó khăn nhất trong nghề làm nón, vì nó vẫn phải làm thủ công để đảm bảo cho lá không bị dập nát. Lá sau khi phơi xong được tách riêng thành từng cành, phơi trong sân nhà hoặc dọc suốt đường đê. Lá lụi sau khi phơi dưới nắng mặt trời chuyển từ màu xanh sang màu trắng đục. Dĩa lá là công đoạn ai cũng làm được vì nó dễ làm nhất. Những bó lá khô được đặt dưới nền đất để lá có thể hút được độ ẩm nhất định. Muốn làm nón, lá phải phẳng, vì vậy người thợ phải ủi lá cho phẳng, dùng khăn mềm là lá trên bàn cày nóng. Công đoạn này sẽ quyết định lớp lá bên ngoài có được phẳng và đẹp hay không. Vòng nón làng Chuông được làm bằng cật nứa vóc nhỏ và đều. Những người thợ khéo léo dùng cước bể chặt hai đầu với nhau, tạo thành những vòng tròn. Khác với nón thường có 20 vòng, thì nón làng Chuông có 16 vòng, giúp nón có độ bền chắc nhưng vẫn giữ được sự mềm mại. Các vòng tròn nhỏ dần đều đến chóp, tạo thành khung nón. Quay nón là công đoạn tạo hình cuối cùng cho chiếc nón. Các tiệp lá được cắt bát một đầu, rồi dùng kim cố định trên chóp nón. Và việc quay nón bắt đầu. Thắt nón, nhìn thì đơn giản, nhưng người thợ phải làm việc tỉ mỉ không khác gì người thợ thêu. Đôi bàn tay khéo léo luồn kim qua từng chiếc vòng. Người làng nghề cho chúng tôi biết, nón đẹp là mũi nón mau, nhẵn, tròn vòng, mặt ngoài của nón phải phẳng. Nghề làm nón được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, chủ yếu là người phụ nữ. Bằng sự khéo léo của đôi bàn tay đã tạo nên những chiếc nón xinh xắn, bền đẹp. Các cô bé biết làm những chiếc nón đầu tiên từ khi 7-8 tuổi. Người làm giỏi mỗi ngày làm được 2-3 chiếc nón mỗi ngày. Suốt cuộc đời người phụ nữ làng Chuông đã có không biết bao chiếc nón được làm ra từ đôi bàn tay họ. Trong mỗi gia đình, người già, người trẻ đều có thể tham gia vào công việc làm nón. Với người dân làng Chuông, dường như nón lá không chỉ là nghề nghiệp mà còn là niềm tự hào của mỗi gia đình,
mỗi dòng họ. Người làm nghề lúc nào cũng dồn hết tâm sức vào chiếc nón, thì nó không chỉ là cơ nghiệp sinh nhai của bản thân, mà còn là huyết mạch của làng nghề.